chỗ mình. Để tới điểm rồi mọi người. Thì đêm nay có vị gió này không? Quên thân mến chào quý chú chị đã quay lại với video của Quân nha. Thì đêm Quân vừa mới chuyển về đảo mới rồi. Đây là đảo Giang Sơn, có tên gọi là Bốn Cụm. Thì anh em Quân chạy về ở đây là cứ đi về nha. Còn gần về á thì sẽ đi vô lại. Ở đây thì sẽ đi chơi lửa cày hoặc là bay cụm. Hôm nay thiệt lời có vị rất là thuận lợi luôn mọi người. Anh em Quân rất là thích những bọt trời này. Thì tại vì những bọt trời này thì anh em Quân làm không mấy vất vả ha. Chứ mấy hôm trước thì thoải lắm, trời mưa gió nữa. Không biết một tí nữa có mưa hay không mà ở đằng trước lại có một tấm mây rồi mọi người. Rồi cứ tới chiều thì anh em sẽ lấy dây về lấy vợt xe để chuẩn bị mọi thứ để tối sáng lái sáng ha. Đây, nước từ xe thì rất là tăng luôn. Nói chung thì đêm nay anh em Quân cũng đã làm được là đêm nay là 10 đêm rồi. Thì cũng khoảng là 13, 14 đêm nữa thôi. Anh em Quân sẽ xuất phát về đảo Phú Quý ha. Thì cứ chuyến này là về đảo Phú Quý thì có thể là 2 đến 3 tháng mới đi dây từ xe lại được. Tại vì cái tháng mùa Bắc thì rất là thoải. Còn anh em Quân không có đi biển được nữa ha. Tại vì anh em Quân chuyến này là chuyến cuối rồi. Quân mong rằng chuyến cuối này có những nhiều hải sản để quay gửi đến cho mọi người xem. Thì mọi người cũng có cho Quân một like và một đăng ký ha. Để Quân có động lực để dây video nhiều cho mọi người xem. Rồi, Quân sẽ chờ đến tối để xuống sao bay sẽ nha. Rồi, Quân mến chào cô chú anh chị để quay trở lại với video của Quân nha. Đêm nay thì anh em Quân để ra đảo mới rồi. Đây là đảo Giang Sơn. Thường xuyên anh em Quân gọi là Bốn Cụm. Đảo này thì cách đảo Phú Quý đâu đó khoảng là 420 hải lý. Rất là xa luôn. Rồi, bây giờ hiện tại anh em Quân để tới dạng rồi. Giờ thì Quân sẽ đi kiếm hải sản để quay gửi đến cho cô chú anh chị xem nha. Đi thôi. Vừa mới xuống thì Quân để được một con ốc khoai đầu tiên nè. Ốc khoe thường xuyên nó lần càng, có thứ hai luôn. Ồ, có lẽ là anh em qua để đúng điểm ốc khoe rồi. Quên vừa mới nháy xuống lại được 2 con. Nói chung thì ốc khoe ở trên cái đùi là nó thường hay ở nha. Để qua sẽ kiếm thử xem còn nữa hay không. Nếu mà không còn thì qua sẽ đi cái đùi khác. Đây là thường xuyên anh em quên gọi là cái đùi nha. Tại vì nó to lắm. Rồi tiếp theo thì đùi thứ hai này. Để qua sẽ leo lên và kiếm thử xem có hải sản không. Hình như chỗ này của anh đã phát hiện một con tôm vỗ rất là to này. Wow, cực kỳ là to luôn. Các con tôm vỗ này thì Quân cầm không hết tay luôn nè. Là tôm thì Quân bán giá trị rất là cao luôn. Tôm này thì bắt rất là dễ, như không giống như là tôm rau. Tôm rau bắt rất là khó luôn. Tôm này thì cứ chụp lại được thôi.
Tiếp theo thì Quang để được một con cua đỏ này. Cua đỏ thì cũng có một cái tên là cua hoàng hậu nha. Cua này thì Quang sẽ bắt. Cua thì Quang sẽ bắt lên cây nâu á, sẽ vắn cái càng lại cho nó khỏi cắn. Nếu mà nó cắn thì sẽ sức hết càng luôn, là thương lái sẽ chê về không có mua. Wow, Quang vừa bắt một con cua thì Quang để gặp thêm một con ốc khoai nữa nè. Có lẽ là chỗ này anh em Quang để đi đúng điểm rồi. Nó ở thường xuyên những cái đồi cạn thế này nha. Ủa, hai con luôn mọi người. Wow, ốc này rất là to. Ốc này thì cũng có một cái tên gọi là ốc nón nha. Ốc này thì Quang bán cái vỏ, còn cái ruột thì sẽ đem về chia cho mấy anh em ăn. Cái vỏ thì Quang sẽ lụa về lái dê về bỏ xuống hầm. Đây, Quang phát hiện thêm nữa nè. Cứ lên những cái đùa cạn thì sẽ gặp nó thôi. Wow, con này con nói cực kỳ là to luôn. Đây, nó thường xuyên ở lên lên đùi thế này nè. Nó không có ở dưới két đâu. Thêm một con ốc khoe nữa nè. Hôm nay thì anh em Quang hình như là đi bắt ốc khoe sao nhỉ? Nãy giờ thì Quang gặp ốc khoe không gặp một con ké gì luôn. Có lẽ là từng điểm nó sẽ có những hải sản nhiều nha. Và nên Quang thường xuyên nói là nếu mà gặp ốc khoe á, gặp điểm thì bắt rất là sướng. Wow, chỗ này Quang để phát hiện một con mực tuột khá to nè. Mực tuột này thì nó thường xuyên ban đêm nó sẽ bò ra ngoài để bắt mồi. Còn ban ngày thì nó sẽ chui vào lòng hang đá nó để nấp. Wow, con này khá to. Giờ Quang sẽ làm nó yếu đi. Chứ mà để nó sống như thế này thì bỏ về vợt thì nó sẽ chuông ra ngoài. Nói chứ những con mực này thì cái lũ nhỏ cỡ nào nó cũng bò chơi được nha. Loại này thì nó không có xương sống á, cho nên nó bò sao cũng được. Wow, là mực này thì ăn rất là ngon luôn. Rồi, hôm nay thì anh em Quang không có thấy ké ha, chỉ thấy ốc thôi. Lâu lâu thì được những con hải sản như là mực. Wow, nói chung thì nãy giờ Quang bắt ốc cũng là khá là nhiều rồi. Cứ đi một đàn ở đấy gặp rồi. Chỗ này là có lẽ là đêm ốc rồi. Đây, ở trong vợt của anh thì cũng hơn mấy chục con rồi. Đó, cô chú anh chị thấy không? Ốc thì bắt thì rất là sướng tay luôn.
Wow, nãy giờ thì Quan bắt ốc rất là nhiều luôn mọi người. Nói chung thì nhiều này thế này thì Quan mở nhẹ lên để cho mọi người thư giãn ha. Thì bởi tiếp tục thì Quan để kiếm được một con hải sản này rất là khác, đó là một con cá. Đây là một con cá mú này, chỗ này thì Quan để săn nó xảy đi rồi, nó chạy đi. Rồi thì Quan sẽ cố gắng để chạy lại để bắt nó. Chứ mà để nó chạy đi xe thì bỏ rất là tiếc luôn. Anh em qua lặn biển thì gặp những con hải sản thì cố gắng mày bắt. Chứ mày có hồi đi thì không có hải sản luôn. Rồi đây được rồi nè. Đây là một con cái mú én, có tên gọi là mú cờ. Wow, con này thì quên để săn sỏi cho nên bị sức cái nẹ dây luôn. Rồi để bỏ vào thôi. Chỗ này thì các vật của quên không có chứa được nữa. Tại vì do ốc nhiều quá, nặng quá cho nên cái gành của Quan không chịu nổi được những con ốc này. Tại vì nó rất là nặng. Giờ thì Quan nháy đèn giường để kéo lên nè. Rồi bây giờ thì Quan cầm các vật để đi. Nói chung thì các vật này cũng không thuận lợi bằng cá to anh em Quan đi đâu ha. Bây giờ thì một cá to thôi anh em Quan phải chịu. Lại thêm một ốc khoe nữa nè. Nói chung thì đúng điểm rồi cô chú anh chị. Wow, cứ cầm lên thì thấy cái ruột á, nó thuộc vô là thấy là ngon rồi. Chỗ này của anh đã phát hiện một con ốc ta tượng nè. Wow, con này khá to luôn. Ta tượng thì thường xuyên nó sẽ nằm dưới cát này nha, chứ nó không có nằm ở trên dạng san hô đâu. Ruột ốc ta tượng thì rất là ngon luôn. Có nước mắm chanh hoặc là nước mắm chấm hải sản thì khó nói rồi. Chấm vào một cái ăn nhức nách luôn. Những con ốc ta tượng này thì anh em của anh đem lên tàu á, để lọ, ngửa nó lại để phơi cho nó cái ruột nó rớt ra ngoài. Chứ mà không anh em quên không có luộc đâu nha. Ốc này thì chỉ có phơi thôi, để cái ruột nó rớt xuống. Anh em quên bỏ vào bị. Còn vỏ thì anh em quên sẽ bỏ xuống hầm. Nói chung thì vỏ ốc ta tượng thì rất là đẹp luôn. Có thể về cho trang trí thì khỏi nói. Chỗ này thì anh em quên để lên cano rồi. Tại vì tới giờ á, cho nên anh em quên sẽ lên. Rồi bây giờ nếu mà tới giờ thì giường của quên sẽ xẻ dây đá này xuống cho anh em quên lên, không bị nhức chân. Nếu mà lên trên mâu thì có thể gây đến nhức chân. Tại vì ở dưới nước á, lực nước của nước mặn thì rất là mạnh và rất là nặng. Rồi bây giờ thì Quan sẽ lên cano về, Quan sẽ quay thành quẹ để gửi đến cho cô chú anh chị xem nha. Rồi anh em Quan mới vừa lên cano nha. Thì nói chung gặp em Út thì hết quãng thì anh em Quan sẽ lên. Cũng tới giờ luôn. Nói chung Út thì nó có một quãng à, chứ không phải là đi miết là có đâu mọi người. Thì có quãng có quãng không. Rồi bây giờ thì qua sẽ đổ dê cho. Đây là tăng đầu tiên. Rồi anh em quên phải để đổ ốc dê rồi nè. Thì đúng cái điểm ốc á, anh em bắt số này sướng tay. Rồi có mấy con ốc ta tượng nữa. Rồi giờ anh em sẽ vào ốc vô, vào ké vô nha. Là ốc này thì ăn rất là ngon. Còn các vỏ thì hình như là người ta sẽ đem về làm trang trí gì đó. Đó. Người ta sẽ lấy cái này này, người ta sẽ làm hay hoặc là cái này này. Đấy. Bò này cái bánh tráng thì họ nói luôn ngon lắm.
Ké thì được có một phần thôi mọi người. Thì anh em của anh chủ yếu là bắt ốc que ha, tại vì gặp điểm đó mọi người. Ốc que anh em sẽ về vô các vợt để mai đem về tàu luộc. Có đêm thì ít ha, ít thì anh em sẽ bỏ xuống dưới hầm. Còn nhiều như thế này thì anh em qua sẽ về vợt. Sẽ bỏ xuống dưới hầm nha. Bỏ xuống dưới hầm để mang lên tàu. Sẽ chạy đi cái điểm mới để lặn nha. Thì nói chung cái điểm vừa rồi anh em quên lặn thì để thưa rồi, để hết hải sản. Tới điểm mới rồi mọi người. Rồi còn bằng cái điểm này thì có những nhiều hải sản ha. Rồi giờ quên về mấy anh em sẽ nghỉ ngơi một tí thôi. Khoảng 15 phút anh em quên sẽ nhảy. Rồi giờ ở đây quên để nghỉ ngơi. Về cũng tiếp tục lặn rồi. Giờ anh em qua sẽ xuống nhảy tăng thứ hai nha. Quên bon rằng có những hải sản để quay gửi đến cho mọi người xem nha. Đi thôi. Rồi là tiếp theo là tăng thứ hai. Anh em quên mới vừa nhảy xuống nè. Đây là cái điểm mới. Giờ thì quên mong rằng cái điểm này sẽ bội thu hơn tăng trước. Tăng trước thì anh em quên để được điểm gặp ốc khoe rồi, cho nên tăng này quên mong rằng cũng vẫn là như thế. Để thử xem tăng này sẽ bội thu hơn hay không nha. Có khi thì chỗ này anh hai quên để chạy tới cái điểm gì đó, quên cũng không biết, để thử xem. Rồi tiếp tục lại là chỗ này đi cát trắng này. Nếu mà đi cát trắng thì có thể là ốc ca tượng thôi. Rồi một con rồi này. Là ốc này thì nó ở dưới cát nó bò lên nha. Con này thì nó chỉ ăn con bè mè. Đó, con bè mè nó mới vừa rớt xuống á. Là các con đó, con ốc nó sẽ ăn. Những con ốc ta tượng thì ở dưới cát nó sẽ bò lên. Nó trổ lên. Đây. Khu vực nó sinh sống là ở những cát hệ cát này nè. Chỗ này thì anh hai quên để nháy đèn lại thử xem. Hình như là để gặp cái gì đó. Nháy đèn rất là mạnh luôn nè. Để quên chạy lại. Wow, anh hai quên để được một vỗ ta tượng luôn nè. Hình như chỗ này để đến điểm ốc ta tượng rồi. Wow, mới đi một đạn thôi anh hai quên để được 4-5 con luôn. Rất là tuyệt vời. Giờ thì anh hai quên để nhá đèn để dựng quên thẻ da đế để kéo lên. Ô, chỗ này quên được con nữa nè. Wow. Có lẽ là để đến đúng điểm rồi. Wow, quên mới vừa được luôn. Bây giờ thì được con thứ hai nè. Wow, con này con đá rất là to luôn. Ô, ốc ta tượng thì... nếu mà gặp thì gặp rất là nhiều luôn. Để quên sẽ phe đèn thử xem may ra còn nha. Nói chung thì nếu mà ốc ta tượng thì anh em quên sẽ cầm một cái vợt ra đi.
tại vì thì gặp nhiều á cho nên làm rất là mau. Đây chỗ này thì anh em để sen cá vợt que này, đủ 6-7 con thì sẽ nháy đèn để kéo lên. Chỗ này giường của quên để thẻ dây đá này xuống rồi. Wow, sơ sơ là cái chục con rồi đó cô chú anh chị. Rồi giường của quên để biết nên để kéo lên. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Wow, tiếp theo nữa này cô chú anh chị ơi, đó phía xe đó. Wow, ốc trà tường thì nó mới nắp lũ lên là nhiều lắm. Coi những các con này rất là đẹp luôn này. Những cái con này thì về chè cho đánh bóng thôi, để lên trang trí thì khỏi nói luôn. Wow, đây nữa nè cô chú anh chị ơi. Chù chà, nãy giờ thì quên về mấy anh em được cũng rất là nhiều rồi. Ồ, con này rất là to luôn. Ốc này hình như là ốc cái. Ốc cái thì nó rất là to nha cô chú anh chị. Còn những con ốc đực thì nó rất là nhỏ. Đây, wow, ốc cái thì nó rất là đẹp. Giờ thì quên sẽ kiếm thử xem bay ra còn. Cứ đi những bụi két này thì sẽ có những con ốc ta tượng. Đây nữa nè, con thứ hai luôn. Wow. Ồ, liên tục luôn nè. Bắt mỏ tay luôn của chú anh chị. Rồi nếu mà cứ được nhiều thì anh em của anh sẽ nháy đèn giường để thẻ cha đé xuống. Và sẽ bỏ những con ốc này lên. Chứ mà để khiêng dưới nước thì nó rất là nặng. Rồi cứ kẹp vô về sực chai thì sẽ kéo lên thôi. Wow, hôm nay thì anh em của anh để bội thu ốc que về ốc ta tượng này. Đây là một con cái bò sừng nha của chú anh chị. Là bò này thì ăn rất là ngon luôn. Qua sẽ bắt lên để của mình tráng để ăn. Wow, con này con nói rất là to. Nó mạnh ghê chưa. Lại bò sừng này thì thương lái cũng ít mua lắm. Cho nên anh em qua sẽ đem lên tàu để luộc. Và của mình tráng để ăn rất là ngon luôn. Rồi tiếp tục lại đi săn hải sản nữa thôi. Hôm nay thì anh em qua rất là mừng luôn. Khi có những con ốc khoe về ốc ta tượng. Nhưng mà hôm nay thì không có những con hải sản sống ha. Chỗ này thì quên để được một con mực nang nè. Mực nang thì tháng này á, con này con nói rất là to luôn. Tại vì cái tháng này nó đang có phát triển lên, cực kỳ là to. Là mực nang này thì tuổi thọ của nó là chỉ có 1 năm thôi, nó sẽ yếu đi. Con này thì quên độ đo đó khoảng 3-4 kg. Con này hình như quên để làm cho yếu đi này, cho nên nó không có đùng đại nữa. Tại vì ở trên đầu của nó là nó có một cái điểm ấn. Chỉ còn nhắn về đó thôi, nó để yếu đi rồi. Tiếp theo chỗ này quên để sang được một con ké này. Đây là một con ké đỏ nách rất là to. Con này quên độ chừng đâu đó khoảng 2-3 kg. Là cái đỏ nách thì ăn rất là ngon nha. Nếu mà nó lẩu thì khó chê luôn. Thường xuyên anh em quên gần đi biển về á, thì anh em quên sẽ mua về để nấu lẩu. Phía xe thì qua để phát hiện wow, hai con luôn, hai con mực tuộc rất là to. Phía xe thì qua nơi gặp có một con thôi, đi lại gần thì để gặp hai con luôn này. Hai con này nó đang có dắt đi đâu. Wow, hai con này là khá là to luôn đó cô chú anh chị thấy không. Là mực tuộc thì thường xuyên chỉ gặp những hai con như thế này mà cũng hiếm lắm. Đây để qua sẽ bắt một con về, anh bé qua sẽ bắt con thứ hai.
chỗ này để quên làm cho nó yếu đi một cái, chứ mè nó còn sống thì nó sẽ giải rùa. Rồi hình như nó đã yếu đi rồi này. Mực tuột thì anh em quên sẽ nhấn vào cái răng của nó nha, răng của nó để ở dưới cho nên nó sẽ yếu đi. Chỗ này anh hai quên để được một con nữa này. Wow, quên không ngờ luôn, tại vì quên đi xe á, thay đèn lại thì quên chỉ thấy có một con thôi, ai dè đi lại thì thấy hai con. Đây nó để yếu đi rồi nè. Nếu mà nó yếu đi thì nó sẽ gom cái những cái vòi lại về, nó không có đụng đại gì nữa, cho nên anh em quên dễ bỏ về vợt. Chứ mà nó còn sống như thế này thì nó sẽ bò ra ngoài. Wow, hai con mực tuột này thì quên độ đâu đó khoảng là 5 đến 6 kg, tại vì con đến 2 đến 3 kg. Wow, hai con này rất là to luôn nè. Đây, cô chú anh chị thấy không? Quên cầm thì không hết tay luôn. Đó, nó màu trắng thì nó sẽ để yếu đi rồi nha. Chỗ này thì quên để phát hiện một con mực nang nữa nè. Để quên sẽ săn. Rồi, để được rồi. Wow, con này con nói rất là to luôn. Cứ con khoảng là 2-3 kg không? Rồi, rồi thì quên sẽ làm cho nó yếu đi một cái. Chứ mà nó cứ xịt túi đen hết thì quên không có thấy đâu. Rồi, để hết mình hình luôn nè cô chú anh chị. Rồi, để được luôn nè. Rồi, hình như nó để yếu đi rồi. Đó, nếu mà nó yếu đi thì nó sẽ biến thành màu trắng như thế này. Nó không có phun túi chơi nữa. Rồi, giờ thì quên sẽ bỏ về vợt. Chỗ này thì anh Bè quên để phát hiện một con kéo bò dép này. Anh Bè quên đang có chặn nó lại, tại vì hình như con này nó đang dây quà để lẻm gì này, cho nên anh em quên để gặp. Cái bò dép thì anh em quên sẽ chặn này như thế này nha. Chặn từ từ cho nó nhẹ nhàng cái, rồi đặt tay lên cái sừng về cầm. Rồi, để được rồi. Wow, con này quên độ đó khoảng 2-3 kg. Giờ thì quên sẽ lấy cái vợt xuống để bỏ vào. Rồi, để được luôn. Có nhiều con thì nó cứ chui vào trong hang đá nó núp nha. Còn có nhiều con thì nó sẽ ra hoài. Hình như nó đang đi ăn hay sao. Rồi bây giờ thì quên sẽ kẹp lại cho an toàn. Chứ mày chạy dây thì rất là tiếc, tại vì một con thế này thì giá trị rất là cao. Tiếp theo thì chỗ này quên phát hiện một con ké rất là to nè. Đó cô chú chị thấy không? Màu trắng đó. Giờ thì quên sẽ săn luôn, tại vì con ké này nó rất là nhạy bén. Rồi để được rồi. Đây là một con ké máu trắng. Loại máu trắng này thì anh em quên không còn canh đâu, gặp là để luôn. Chứ mà canh từ từ thì nó sẽ nghe tiếng hơi thở, nó sẽ chạy. Là cái này nó rất là lanh lợi luôn, cứ nghe tiếng hơi thở anh em quên là nó sẽ chạy thôi. Wow, con ké máu trắng này rất là to nha. Ồ, con này quên độ đó khoảng 1 kg mấy đến 2 kg. Trời, đó của chúng chị thấy không, to cực kỳ luôn. Rồi, chỗ này thì có lẽ anh em quên cũng để đến giờ để lên kênh nuôi rồi. Tại vì đi hết các quảng hải sản á, cho nên anh em quên sẽ lên. Đây, chỗ này thì không có một hòn trố luôn. Chỗ này thì dạng rất là xấu, cho nên không có hải sản nấp. Rồi bây giờ thì quên sẽ lên kênh nuôi nha. Về quên sẽ quay thành quả tăng này là như thế nào. Được hai vỏ là với hai vật ké thôi, thì hải sản ké rất là thừa. Còn hôm nay đêm nay thì không có nhiều gì ốc khoảng ốc ta tượng ha. Nói chung thì ta tượng ở đây thì khoảng là 5-6 con rồi, còn ở dưới hầm này anh em chưa có lấy lên đâu. Rồi giờ đó một tiếng nữa thì giường của anh sẽ lấy lên ha. Rồi cứ tới tăng sáng thì anh em lên thì sẽ lấy lên những cái vợt mà anh em quên được hải sản nha, về để ở trên. Đây ốc ta tượng kẻ đêm của anh em quên này, thì
thì khoảng đâu đó hơn vài chục con. Bốc cái chiến này thì còn nào còn nấy rất to luôn mọi người. Ốc này thì về len lý trời đẹp lắm, không chỉ đẹp nhưng mà có cái ruột thì ăn khỏi chê luôn, ngon cực kỳ. Đây, wow, con này to, con to bú luôn. Nói chứ những lão ca tường này thì anh em quên có thể gặp điểm á, có thể kéo lên đến 100, hơn 100 con thì nó nằm nhiều lắm. Rồi hải sản thì như thế này ha, còn như là cái mặt quỷ hoặc là tôm thì anh em quên đêm nay không có, rất là tiếc luôn. Nhưng mà bù lại thì có những cái con ốc này thì anh em quên cũng kiếm bội thu thêm ha. Rồi, đây là thành quả một đêm quên của em quên này. Rồi. Rồi, có lẽ là video này của anh cụ chỉ xin dừng là ra luôn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Nếu thấy hay thì tặng cho Quân một like và một đăng ký. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người về video tiếp theo.